không chờ em ra tí đục cho nó vui. Đục ngứa tay quá. Hôm nào đục hộ em mấy cây? To to. Anh chỉ đục hàng bim bim thôi, hàng to thì... Ở đây này, mấy nghệ nhân đục to rồi. Này đục này xưa. Không nhìn thấy mẹ rõ lúc đầu như nào. Mang đi hay là lấy đấy? Lấy. À. Rồi. 3 4 chu hình. Con này. Con này suôn quá nhỉ. Bánh mì, bánh rán, bánh mì. Xem bim bim sướng hơn là đấy. Bánh dày, bánh giò đây. Xanh này làm sướng, thoải mái. Sướng, khỏe. Được xem là được hai con treo. Rồi, được cái cốt này nữa. Đó là con này thôi, còn con kia thì làm bát phở là được. Thôi để sau cho nó có tiền. Giờ bán đấy tiền rồi để xác định sau này. Đúng rồi. Cái này sau nó lên nhanh khỏe lắm. Còn nó đang lực. Có quả đục hay đấy nhỉ. Đục sắc mà. Bản nó to ghê nhỉ. Treo, nhìn treo mà như bán thịt lợn. Kìa, em ra xem hai cái treo ở đây kìa. Lại không tưởng tượng là lúc nãy nó như nào mà. Như treo thịt trâu các bếp. Như treo thịt trâu các bếp. Đây hai cái cổ của nó này. Thịt trâu các bếp. Giờ là đục ở kia. Nay là lấy hai cái nhót này về làm. Còn sai là lạ tí. Nhót này khoảng độ bao lâu nó có quả anh nhỉ? Nhót này nếu em để tốt thì quả mà luôn đấy. Mình hãm này thì chắc còn phải già đúng không? 4-5 năm. Trước thấy vườn nhót. Đấy còn mấy cây trực nó tầm nhẹ. Nào hài lòng không? Rất không hài lòng. Cái này phải về luyện đi. Móc ra. À, móc đi từ từ. Đang móc đít trước xong rồi đi lên cổ. Bộ đế phải hoàn thiện bộ đế đã tính sau. Này phải luyện mấy năm nữa rồi lại ở đây. Sau nó sùi màu gà lên. Kinh nhà mang cả hộp đồ. Đồ nghề lúc nào có chiến ý định là phải chiến luôn tại bãi luôn. Ý
ý tưởng nó đang gặt rào về nhà có khi lại không làm. Nhà lại vứt chó. Bên này chắc cũng vắng. Đấy là quay lại xem kết quả. Sang đây xem cái cây này nè. Toàn là 5 liền. Chắn mất mấy con kỳ lân của anh. Mấy cả anh hai kia. Mày không cho đi triển lãm đi anh. Sẽ đều. À, cung mới, mới đắp. Mới đắp. Đẹp quá nhỉ, hàng sáng sủa quá. Dầm đều thăm tắp. Nhiều lần được rồi. Anh ơi. Giống băng lưu Thường Sơn chưa ạ? Mình không được 90% thì mình chỉ được 30% thôi. Còn 49% thì làm dân. 90 năm nữa là được 90%. Cho bác nào về nuôi. Con này chưa anh? Đúng rồi, con này cổ hơi cao thật. Này thấp này, nhưng mà em phang. Cổ hơi cao đấy. Mấy ngày rồi. Cái này cổ này được rồi. Mặt này thì hơi ấy nhỉ. Mặt này quá cân đối luôn. Đuôi tay vào nó lở. Đúng rồi, sao nó giật ra là vừa. Hay đấy nhỉ. Luyện bim bim này hay. Cái ngoài này hơi thấp này anh nhỉ. Khả năng cho anh chỉ làm được cái tử luôn. Thằng này đấy nhá. Đây anh, đây là cái dễ bắt ở đây. Mày vâng. Những tay đây thì ngon quá. Đây thì ăn ngay rồi. Bắt bên này phát ra nữa là đâu ở đấy. 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 Đâu ở đấy
thì bắn mắt. Đây mắt đây riêng chỗ này là này rồi. Em bao giờ cũng phải chừa lại rồi. Đây mới đây nhá. Mai anh sang Văn Giang không anh? Nó đang triển lãm à? Mai bắt đầu mạc anh ấy. Mai sang Văn Giang chơi em. Em chắc không đi rồi. Ở đây ở nhà nhiều cây không? Em không anh ơi. Em cứ cho ra đông để đám hết. Vào cây mới sướng như nhỉ. Mình dân đi chợ cũng giữ được. Thôi đây cái ví dụ như này về nhà cái anh em thích lại lên đường ngay. Thực tâm là cũng thích lắm nhưng mà không làm gì được. Cơm áo gạo tiền đã. Giao lưu nữa. Sao lại có những cái cây mới nó về mình? Đúng rồi, bán đi thì mới mua được. Nó giữ khư xong đi mua khó mua lắm. Con này sâu nhanh lắm. Quậy. Mẹ đế, đế có được cái đế 24 luôn. À. Đều kín mít luôn. Đế đẹp. Này khác gì con quay đâu mà. Ra. Đây à? Đất này. Vâng, để cho em. Đất về. Đi đâu về, đi đâu đây? Ôi ơi, thế đi chợ biết ra được bao lâu rồi? Ra lúc 10 giờ sáng. Đi mất buổi. Đúng rồi, nay nhiều cây đấy, anh em đang nhiều đám cưới lắm. Tuần này nhiều đám cưới dã man. Quá nhiều đám cưới luôn. Con hôm trước không mang đi à? Mang thì làm gì đúng không? Để luyện đã. Chả bao giờ mất giá. Này em ơi, mới ra trong kia mình quay cây hoa sấy của anh đấy. Có, tí nữa ra. Cho lên mạng cho thằng nào mua đi bảo anh. Rồi. Nay ông già có đi không anh? Có. Ông nào chả ra, phải ra cho ông già tí. Ông mới đi đâu thì đi được. Nào chả phải ra thì. Phải ra. Chưa. Mất công ra đây rồi, phải đi hết. Cho lên khu TV nhá. Ui giời. Tối nay có luôn. Anh ngồi đây cầm này cho các anh đi. Đúng rồi. Anh ngồi đây cầm đây. Ông già này có mấy cây gì anh? Có mấy cây đặt sang đây. Bao giờ ông già kỷ niệm cây bây giờ. Kỷ niệm là cháu vẫn bim được. Đây, nhất. Anh em gửi cây này vào đây phát, tí nữa xách về. Đây, trao vào đây. Đấy, cứ. Và làm có mỗi cây ổi làm swing mò tận chợ. Thế mà là hôm sau ấy cũng được. Của anh Tân đây à? Vâng.